Chào mừng anh em đã quay trở lại với MZ Gaming. Đến hẹn lại lên, sau series Fun Fact được nhiều anh em thích thú, thì MZ Gaming sẽ tiếp tục với chủ đề mới với những thông tin đen tối về 166 vị tướng của Liên minh huyền thoại. Nhưng trước khi bắt đầu, anh em nhớ kéo xuống sub like nha. Let's go! Aatrox. Không giống như các Darkin khác, Aatrox không chiếm hữu chủ thể cố định mà hấp thụ và biến đổi xác thịt của những người đã chết thành cơ thể của hắn và tiêu hao chúng như năng lượng để tồn tại và chiến đấu. Nên trong số các Darkin đang tồn tại, Aatrox chắc chắn là kẻ tàn sát nhiều sinh mạng nhất. Ahri. Giống loài của Ahri có khả năng hút sinh lực của những sinh vật xung quanh, và trong một lần cô rơi vào lưới tình của một người đàn ông, và trong lúc cảm xúc cao trào, cô đã giết chết anh qua khả năng của mình. Akali. Akali từ bỏ tất cả những gì mình học được, từ bỏ hội Kinku, trở thành một sát thủ đơn độc trên con đường mà cô đã chọn, nên cô cũng không khác nào Z. Askan. Askan phải tận mắt chứng kiến thi thể Shadia, người đã nuôi dưỡng anh từ bé, bị sát hại trên đường phố. Tràn đầy sự báo thù, Askan quyết định từ bỏ mục đích của người lính canh và chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới, trả thù cho người thầy của mình. Đến bây giờ thì anh vẫn đang săn lùng kẻ đã giết người thầy của mình. Alistar. Alistar, một người ghét bạo lực, tuy nhiên hắn cùng những nhân ngưu xấu số khác, sau khi bị quân Nosus bắt và đưa đến đấu trường sinh tử trong thủ phủ, họ đã phải tham gia một lễ hội mang tên lóc thịt. Trong lễ hội này, Alistar bị ép phải chiến đấu như một con thú hoang, là kẻ cuối cùng sống sót, gã giết chóc và giết chóc ngày qua ngày cho đến khi những ký ức về quê nhà bị nhuộm đỏ bởi máu và mất đi lý trí. Amumu. Amumu, theo những truyền thuyết được truyền tai nhau của cư dân Surima, Amumu đã vô tình giết chết cô hầu gái, cũng là người bạn duy nhất của mình, chỉ vì chạm vào cô. Sau đó, Amumu đã bị bà của cô hầu gái đó ếm lên một lời nguyền khiến cho cậu mãi mãi cô đơn. Anivia. Anivia, trong một lần tìm cách chơi kham On, cô đã dùng lông vũ của mình cù vào mũi On khi ông đang ngủ. Điều này khiến On hắt hơi ra một luồng lửa và đốt cháy ga trải giường. Anivia hoảng sợ và vỗ cánh nhưng vô tình khiến cho ngọn lửa càng nóng hơn và toàn bộ làng Hon Ho đã cháy rụi sau sự cố đó. Annie. Annie được thừa hưởng ma thuật bẩm sinh, tuy nhiên không ai hướng dẫn cho cô bé cách điều khiển chúng. Từ tai nạn vô tình làm chị mình mất, cô bộc phát sức mạnh thiêu rụi bố mẹ và cả ngôi làng. Aphelios. Aphelios, để có thể kết nối với người chị Alun của mình, anh phải uống thứ tinh chất của những đóa dạ nguyệt. Dưới tác động của thứ tinh chất này, anh có thể nghe được giọng nói của người chị, nhưng cái giá anh phải trả là anh sẽ bị câm. Ash. Cây băng của Ash có thể khiến người thường chỉ cần chạm vào là ra đi ngay lập tức, vì đó là chân băng. Aurelion Soi. Mỗi lần Aurelion Soi bất tuân thì đám thượng nhân lại phá hủy đi một vì sao thông qua quyền năng của chiếc vương miện như cái vòng kim cô trên đầu ông, khiến cho Aurelion Soi rất đau đớn vì chúng là một phần cơ thể và cũng như là những đứa con của ông. Azir. Azir quyết định trở thành thể thăng hoa sớm để thay đổi đất nước tốt hơn, nhưng rồi chính sự kiện đó lại tuyệt diệt toàn bộ Surima. Bot. Bot mang danh là ông bụt vũ trụ, tuy nhiên Bot không thực sự tốt bụng như bạn nghĩ. Chỉ có những hành động ảnh hưởng đến quy mô toàn vũ trụ thì Bot mới nhúng tay vào. Thậm chí Bot từng không quan tâm một ngôi làng đang bị Nosus đốt cháy, một ông lão sắp mất mạng vì giữ thứ cổ vật mà quân Nosus đang săn lùng. Chứng kiến mọi việc nhưng mà Bot đã bỏ mặc ông lão ấy, rồi lấy thứ cổ vật đó để dùng nó cho công việc của mình. Belvet. Cái đầu người của Belvet thực chất được ả tạo ra để giao tiếp với con người mà không làm họ hoảng sợ. Cái đầu ấy của ả chỉ có chức năng như một cái loa phát ra giọng nói mà con người hiểu được để dụ dỗ con mồi. Briar. Briar còn không được coi là một sinh vật, cô chỉ là một sản phẩm của hoa hồng đen với mục đích tạo ra một vũ khí sống. Một sinh vật săn mồi chỉ sống bằng máu, không cần thức ăn và nước uống. Chính vì ả không thể chết vì đói, nhưng việc thiếu thốn máu tươi có thể khiến ả yếu đi. Blitzcrank. Blitzcrank được Victor giao cho dọn dẹp một khu vực. Blitzcrank đã truy đến tận nguồn phát thải, lý luận bằng cách hiệu quả nhất để ngăn chặn ô nhiễm là loại bỏ nguồn ô nhiễm. Blitzcrank ra tay phá tan nhà xưởng đến khi nó chỉ còn là một đống gạch vụn. Brand, hình dạng hiện tại của hắn là do hậu quả của sự tham lam ma thuật cổ ngữ. Chẳng bận tâm lời cảnh báo của sư phụ, gã chọn cách chiếm đoạt sức mạnh đó cho riêng mình. Rise đành bất lực nhìn đồ đệ của mình bị thứ ma thuật nguyên thủy đó thiêu đốt. Giờ hắn chỉ là một ngọn lửa hận thù lang thang gieo rắc thảm họa lên thế giới. Braum, ông không biết vì sao các thủ vệ băng giá có thù hằn với ông, hay vì sao mà họ lại rất có hứng thú với chiếc khiên mà ông đang sở hữu. Có vẻ như họ lăm le sẵn sàng ra tay lên Braum và đoạt lấy chiếc khiên đó từ ông. Caitlyn. Caitlyn từng có một quá khứ đen tối khi có một kẻ có tên là Si đã thuê những tên côn đồ xâm phạm nhà cô, giết chết các gia nhân trong nhà và bắt cóc cha mẹ cô. Camille, khi tương tác với vị tướng vai trong game, bà đã có một lời thoại liên quan đến nhân vật này. Bà đã hỏi liệu cô có biết về người đã khiến cô thành trẻ mồ côi là ai không. Đó là một gợi ý cho việc Camille biết rõ người đã gây ra cái chết cho ba mẹ cô hoặc chính bà là người làm điều đó. Cassiopeia, sẵn sàng đâm sau lưng bất kỳ kẻ nào để đạt được sức mạnh và vươn lên trong Nosus.
Ví dụ điển hình chính là đâm lén Sivir và rồi gánh chịu lời nguyền. Cho'gath, hắn không phải là một con quái vật vô tri mà là một ngoại giới tàn bạo có trí thông minh. Điều này khiến cho mức độ nguy hiểm của hắn đối với Ikathia nói riêng và Runeterra nói chung là rất lớn. Corki, có khi nổi danh nhờ sự điềm tĩnh và can trường đến mức điên rồ. Hắn thực hiện nhiều phi vụ, chủ yếu là các nhiệm vụ tình nguyện, yêu cầu xông pha trong lòng địch, thu thập tin tình báo hoặc truyền tin tại các điểm nóng. Hắn không sợ nguy hiểm mà còn tận hưởng chúng. Darius, trong một trận chiến, sau khi một vị tướng ra lệnh rút lui, Darius coi ông ta là kẻ hèn nhát và chặt đầu ông để thách thức. Hành động của hắn đã khiến cho một đội quân sợ hãi và giành chiến thắng. Diana thà chọn tình yêu chống lại cả thế giới chứ không muốn ra tay với Leona. Dr. Mundo, hắn đã mang cho mình ám ảnh tâm lý khi bị hành hạ trong quá khứ. Từ đó hắn ta tin rằng mình là một bác sĩ phải chữa bệnh cho mọi người. Nhưng cách chữa bệnh mà tên bác sĩ điên này chọn lại là chặt xác, tiêm thuốc độc và tra tấn họ. Draven, sau khi kết liễu một kẻ tử tù bỏ trốn ngay giữa thanh thiên bạch nhật bằng cặp diều của mình, đã có biệt danh Đao Phủ Kiêu Hùng. Echo đã đảo ngược thời gian vô số lần, nhưng nếu nhìn lại thì cậu hoặc những người bạn của cậu có lẽ đã chết hàng trăm lần bởi đủ mọi cách khác nhau. Và Zilin đang lo ngại rằng hành động của Echo có thể gây ra những hậu quả khôn lường lên dòng thời gian. Elise tôn thờ Vaemore bởi vì thứ chất độc từ con quái vật hắc ám này giúp cho ả giữ được một vẻ đẹp trường sinh. Nhưng đổi lại, Elise phải hiến tế cho nó những kẻ xấu số nếu như ả muốn lấy chất độc từ nó. Evelyn là ác quỷ của nỗi thống khổ, không chỉ tận hưởng nỗi đau thể xác mà ả ta còn hưởng thụ nỗi đau về mặt tâm lý và tinh thần của nạn nhân. Evelyn hạnh phúc khi đùa giỡn với tâm trí và cảm xúc của những nạn nhân của mình, như cái cách ả đã cố tình cho Vane chứng kiến viễn cảnh kinh hoàng khi ả sát hại cả cha và mẹ của cô. Trước khi rời đi, Evelyn còn không quên ngó xuống cô và nở một nụ cười ghê rợn đầy dục vọng. Edril, có thể nói Edril là một cậu bé mồ côi khi suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu của mình, cậu chỉ được người chú nuôi dạy chứ không phải là cha mẹ cậu. Những người luôn bận bịu với công việc nhà khảo cổ ở Piltover. Thậm chí, người chú của cậu cũng ghét việc nuôi dạy cậu vì cậu quá phiền toái, mặc dù là cậu rất thông minh. Fiddlestick không có lời thoại của chính hắn, thay vào đó hắn lặp lại và bắt chước những gì mà nạn nhân của hắn đã nói trước khi chết. Fiora, gia tộc của cô được biết đến là một gia tộc có truyền thống đấu kiếm lâu đời. Tuy nhiên, có lần những quan chức đã bắt được cha cô lén bỏ độc vào đồ uống của đối thủ. Nhằm lấy lại danh dự cho gia tộc, cô đã ra tay giết chết cha mình. Fizz, cậu là một kẻ nghịch ngợm và thích phá phách. Có lần cậu đã đánh cắp đồng xu hối lộ cho thủy thần vĩ đại của một đoàn thủy thủ. Điều đó khiến đoàn tàu của họ bị đắm và không một ai trở về. Galio, nhờ kích thước khổng lồ của mình, Galio có sức mạnh to lớn, có khả năng tiêu diệt toàn bộ đội quân và tạo ra sóng xung kích cực mạnh bằng cách vỗ cánh, khiến sinh vật này giống như một cỗ máy tàn sát hơn là một người bảo vệ. Gamblang, hắn ta đã sát hại cha của mình vào ngày sinh nhật thứ 18 và đánh cắp chiếc tàu của ông. Garen, chúng ta đều được biết Garen có tình ý với Katarina và ngược lại. Tuy nhiên, liệu anh có biết cô ấy là một sát thủ đã sát hại hàng trăm sinh mạng trong quân đội Demacia cùng những quan chức cấp cao, thậm chí một trong số họ là Javan Đệ Tam? Kna tuy là một con Jotdor cổ xưa, nhưng cũng giống như các Jotdor khác, cậu rất thân thiện và thích chơi đùa với người khác. Kna cũng rất hứng thú với con người. Đáng buồn thay, lần đầu tiên cậu tính giúp đỡ họ, bản thân Jotdor thượng cổ lại vô tình bị đóng băng khi Lysandra giải phóng một thảm họa băng giá để chôn vùi những băng ác thần. Gragas, ông ta có một niềm đam mê mãnh liệt với những loại rượu, thậm chí ông đã tìm kiếm những nguyên liệu kỳ lạ cho vào rượu của mình. Một trong số đó là bụi xác ướp. Graves, hắn ta từng đã có ý định trả thù Titus Fate, người bạn thân nhất của mình, sau khi tên này đã bỏ rơi hắn trong một phi vụ thất bại, khiến Graves bị bắt và phải chịu đựng hàng năm trời trong sự giam cầm và tra tấn trong nhà tù. Gwen là một con búp bê được tạo ra bởi Azolda, người vợ quá cố của Viego. Sau sự kiện đại suy vong, linh hồn của Azolda đã tách thành 13 mảnh linh hồn nhỏ. Những mảnh linh hồn này đã phân tán khắp cõi Runeterra và nhập vào nhiều người và đồ vật khác nhau, trong đó có Gwen. Mảnh linh hồn nhập vào Gwen đại diện cho sự lạc quan và hạnh phúc của Azolda. Hecarim đã thao túng Kalista và nói cô tiết lộ vị trí của quần đảo thiêng để giúp anh ta có thể gặt hái vinh quang cho riêng mình. Cuối cùng thì hắn đã giết Kalista bằng cách đâm giáo vào lưng cô. Hecarim và hội sát của hắn giờ đây bị Kalista truy đuổi và giết không ngừng nghỉ. Hemmerdinger, nhiều Jotdor trong đó có Rumble coi Hemmerdinger là kẻ bỏ quê hương Jotdor City để phát triển công nghệ ở Piltover. Wei, trong một lần muốn chứng minh khả năng thiên tài về hội họa của mình, cậu đã không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân trước vẻ đẹp sâu thẳm của đại dương. Điều này đã dẫn đến việc các bậc thầy của ngôi đền nghệ thuật suýt bị chết đuối trước bức vẽ này. Aloy, quan điểm của Aloy là mọi người phải theo đuổi ước mơ của mình, bất kể nó khắc nghiệt như thế nào. Nếu ai đó trở nên quá thụ động hoặc thiếu động lực, thì Aloy sẽ cho họ lời gian khắc nghiệt để khích lệ họ tiếp tục trên con đường đó. Nếu bà có làm bạn gãy vài cái xương thì cũng là vì muốn tốt cho bạn thôi. Irelia, sau cuộc chiến với Nosus, tuy Irelia đã có một ghế trong vị trí ban lãnh đạo,
Tuy nhiên cô hoàn toàn không để tâm đến những thứ này, mà trong đầu cô chỉ có những điệu múa kiếm từ bà cô, khiến các lực lượng Ionia khó mà thống nhất. Và về sau, một vài quân Navori còn trở thành tướng cướp. Ivan. Ivan tàn bạo, người từng được biết đến như một chiến binh mạnh mẽ thời Vorias cổ xưa. Ông tìm kiếm thứ sức mạnh phép thuật để lật đổ tộc Iceborn. Tuy nhiên, số phận dẫn ông đến Ionia, và trong lúc tìm kiếm sức mạnh, ông đã đốn đổ liễu thần linh thiêng. Hành động trên đã giải phóng nguồn ma thuật thiên nhiên mãnh liệt, khiến ông đã biến đổi thành một thụ thần. Ivan trở nên đồng hóa với ma thuật của thiên nhiên. Người chiến binh từng tàn bạo ngày xưa nay lại tận tụy với việc nuôi dưỡng sự sống và sự phát triển trong thế giới. Chana. Chana là một tinh linh gió, sức mạnh của cô phụ thuộc vào niềm tin của tín đồ. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao của mình, cô đã bảo vệ được Jaun cổ đại khỏi trận chiến Darkin, thì ngày nay, sức mạnh của Chana chỉ xoay quanh giữ cho không khí của thành phố dưới lòng đất này được trong lành, bởi vì không còn nhiều người tin vào cô như trước. Chavan đệ tứ. Chavan đệ tứ từng suýt bị Silas và những tên pháp sư khác giết chết, thậm chí bắt ăn thịt chuột sau khi chúng vượt ngục thành công. Jax. Jax từng chặt đầu một thể thăng hoa trong trận chiến Surima đấu với Ikathia. Jace. Jace mặc dù có ngoại hình điển trai, song tính cách của Jace khá kiêu ngạo, anh đã mắng mỏ và xem thường những người mà anh cho là kém thông minh hơn anh. Jin. Jin nổi tiếng với những pha giết người công phu, sử dụng vũ khí chuyên dụng của mình. Hắn có thể biến nạn nhân của mình thành những màn trình diễn nghệ thuật khủng khiếp và méo mó theo ý đồ và sự điên rồ của hắn. Jinx. Jinx lúc nhỏ đã tự tạo một quả bom di động bằng cách gắn các viên Hextech vào con khỉ đồ chơi và lên dây cót cho nó tự chạy đến chỗ ẩu đả của tay sai Silco. Tuy nhiên lúc quả bom đó kích nổ đã vô tình giết chết Milo, Clarko và gián tiếp khiến Vander sau đó cũng suýt mất mạng. Cassante. Con rắn hổ mang khét tiếng mà Cassante săn lùng nhiều năm trước, thực chất đó là sản phẩm từ thí nghiệm thất bại của Serat từ sự kiện thăng hoa. Kai'Sa. Kai'Sa vì để cứu một ngôi làng, cô đã sát hại người chỉ huy của họ. Trước khi ra tay, cô đã cố gắng cảnh báo về sự nguy hiểm của hư không với ông. Cô cần ông huy động những người dân trong làng nhanh chóng di cư sang nơi khác. Tuy nhiên ông đã không làm theo, bắt buộc cô phải ra tay như một lời cảnh báo với toàn bộ người dân. Kalista. Khi Viego trở thành mục tiêu của một sát thủ được cử đến để giết anh bằng một lưỡi kiếm tầm độc, Kalista đã kịp thời làm chệch hướng lưỡi kiếm nhưng lại vô tình khiến nó sượt qua Isolde, vợ của Viego. Viego phát điên vì đau buồn, coi Kalista là kẻ phản bội và bắt cô vào tù. Kama. Kama khi lần đầu sử dụng sức mạnh tâm linh để chiến đấu với Narsus, mặc dù giành chiến thắng nhưng các nhà sư lại tin rằng cô đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Cô đã đảo lộn sự hòa hợp tâm linh của quê hương, làm ô danh tất cả những ai mang tên Kama trước đó. Carthus. Carthus khi hắn còn là một đứa trẻ con người, hắn đã có một sự thích thú với cái chết, đến mức hắn đã làm giả cái chết và tang lễ của mình chỉ để xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Kasadin. Kasadin do thảm họa hư không mà đến bây giờ ông vẫn chưa thể nhận ra được Kai'Sa là con gái mình và vẫn nghĩ rằng tất cả thành viên của gia đình mình đã chết. Katarina. Katarina vì không nghe theo lệnh của cha là ám sát một quan địch vì cô cho rằng hắn không xứng để cô ra tay. Thay vào đó cô lẻn vào khu trại và hành thích thống lĩnh địch giữa lúc hắn đang say ngủ. Điều này đã khiến cha cô suýt mất mạng vì tên quan địch đã quay lại trả thù ông. Kale. Kale có niềm tin mù quáng vào công lý mà cô theo đuổi. Đối với Kale, công lý không có lòng nhân từ và sự tha thứ. Cô đại diện cho mặt tàn nhẫn của thứ công lý tuyệt đối đó, chỉ có trắng và đen. Kane. Kane ngay từ nhỏ hắn đã bị gọi vào quân đội trẻ con, một chiến thuật của Narsus nhằm đánh vào lòng trắc ẩn của người Ionia. Đó là điểm yếu dễ dàng khai thác khi các chiến binh sẽ ngần ngại không hạ thủ trước một sinh linh vô tội. Kennen. Đôi mắt của Kennen có khả năng nhìn thấy sự tha hóa và mất cân bằng của con người. Cậu đã dùng đôi mắt này để nhìn thấy sự tha hóa của các tu sĩ Kinku và trục xuất họ như một cách để họ tự chữa lành cho bản thân. Kha'Zix. Bằng cách nuốt chửng vật chất hữu cơ của các sinh vật khác, Kha'Zix có thể sửa chữa và tái tạo cơ thể của chính mình sau khi bị hư hại bằng cách sử dụng vật liệu sinh học đã tiêu thụ. Kindred. Đại diện cho cái chết ở Runeterra. Một khi không còn ai nhớ đến Kindred thì cừu và sói sẽ tự kết liễu nhau và kền kền âm giới, thần chết của những vị thần chết sẽ đến và dọn dẹp những gì còn sót lại. Kled. Kled coi tất cả mọi người, kể cả chính anh, là đối thủ của mình. Thật kỳ lạ nhỉ. Và anh chỉ coi Scar là người bạn duy nhất của mình. Khogmaw. Khogmaw liên tục đói. Để thỏa mãn cơn đói, nó có thể ăn bất cứ thứ gì tồn tại. Khogmaw có thể bắn ra axit từ dạ dày của mình. Loại axit này có thể phân hủy hoàn toàn bất kỳ sinh vật sống nào rất nhanh chóng, nên khiến Khogmaw luôn luôn đói khát. Leblanc. Leblanc, cô giao nhiệm vụ cho Elise là thu thập những di vật ma thuật ở vùng đảo bóng đêm và đổi lại. Leblanc sẽ cung cấp cho ả con người để làm vật hiến tế cho vài mò. Lee Sin. Một lần mất kiên nhẫn và bất mãn vì luôn bị sai làm những việc vặt vãnh, anh ta lẻn vào trong thư viện, tìm được một bí thư cổ ghi lại cách triệu hồi sức mạnh từ linh giới. Lee Sin với những thứ vừa học được đã nhanh chóng muốn chứng tỏ bản thân với những quyền cước của mình. Nhưng sự mất kiểm soát đã khiến anh làm trọng thương người thầy của mình, sau đó đã bị trục xuất vì sự kiêu ngạo. Lee Sin chìm trong nhục nhã và quyết tâm chuộc lỗi. Leona. Leona đã chứng kiến khoảnh khắc Dina trở thành vật chủ của thượng nhân mặt trăng. Cô đã cố gắng chạy đến để cứu người bạn của mình, nhưng rồi cô cũng trở thành người được chọn và trở thành người đại diện cho thượng nhân mặt trời. Và đây cũng là nguyên nhân khiến cho hai người chia cắt. Lilia. Lilia thực chất là một cái cây, cô được sinh ra từ một nụ hoa rơi ra từ cây thần mộng mị.
Fact này thì hơi đắc và buồn cho Jone. Lissandra. Lissandra, mụ đã bắt cóc nhiều người và đóng băng họ để họ ngủ đông vĩnh viễn cùng vực thẳm, nơi giam giữ các băng ác thần. Lucian. Lucian, anh tiếp tục truy đuổi màn sương đen để giải thoát cho cô vợ Senna và cuối cùng đã thành công. Mặc dù Senna đã được giải thoát nhưng Lucian vẫn bị ám ảnh bởi việc phải trả thù Thres. Cái chết của Senna đã khiến anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Lulu. Lulu, trong một lần đối đầu với Draven, cô đã suýt giết hắn ta bằng một con thỏ khổng lồ. Lux. Lux đã vô tình tiếp tay cho Silas tẩu thoát trên con đường thi hành án tử. Hắn đã có cơ hội chạm vào người cô và hấp thụ sức mạnh phép thuật. Bằng năng lượng ma thuật vừa đánh cắp, hắn rời khỏi ngục tù của hội thợ săn pháp sư, tìm kiếm những đồng minh mới để quay lại Demacia báo thù. Malphite. Malphite trong tiếng Istali có nghĩa là đá xấu. Cái tên này bắt nguồn từ khi Malphite chiến đấu với hàng đàn quái vật hư không và bị thứ năng lượng hiểm ác của chúng rạch những vết thương sâu trên cơ thể, khiến bề mặt của Malphite trở nên ô uế và cháy xém. Mazaha. Mazaha có cùng mục đích với Aatrox là đem lại sự kết thúc cho thế giới này. Tuy nhiên, nếu mục tiêu của Aatrox là giải thoát hắn khỏi sự giam cầm của thanh kiếm, thì mục tiêu của Mazaha là giải thoát tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn. Maokai. Khi quần đảo Phước Lành bị màn sương đen xâm chiếm, Maokai đã phải chứng kiến quê nhà bị tiêu vong. Bạn bè đã biến thành xác sống và chính nó đã phải chiến đấu với những xác sống ấy với hy vọng phục hồi lại quần đảo. Master Yi. Để bảo vệ người dân Ionia, Master Yi đã phải sử dụng hết tất cả những gì mà mình đã học được để chiến đấu, và Guju từ đó đã bị Noxus để mắt đến. Các chỉ huy của Noxus coi môn phái này là một mối họa khôn lường, nên ngay sau đó đã phá hủy tất cả những gì thuộc về Guju, cho đến khi chỉ còn lại một mình Master Yi là người cuối cùng. Milio. Người bà của Milio, Lupe, cùng với người chị song sinh của mình là Lune, đã sử dụng sức mạnh nguyên tố để vượt qua thách thức của Vidalion và gia nhập Zuntai. Tuy nhiên sau đó thì họ đã bị phát hiện âm mưu chống lại Zuntan và cả hai đều bị kết tội phản bội và phải chịu trừng phạt. Lupe bị trục xuất tới nơi xa nhất của Istan, trong khi Lune gần như biến mất cùng với niềm tin của Lupe. Miss Fortune. Mẹ của Miss Fortune, Abigail, là một nhà tạo tác súng nổi tiếng. Trong một giao kèo miễn cưỡng đã được lập với Gangplank, Abigail phải tạo cho hắn một cặp súng lục mà hiếm người nào có hy vọng sở hữu. Tuy nhiên, sau khi bà chế tạo ra tuyệt tác ấy, bà đã tuyên bố rằng chúng quá đẹp để giao cho một kẻ như hắn. Điều này làm cho Gangplank điên tiết, giật phăng lấy khẩu súng và bắn hạ bà bằng chính tuyệt tác mà bà đã tạo ra. Trước khi quay sang xử lý nốt người chồng cùng Sarah, tên thật của Miss Fortune. Từ đó Miss Fortune quyết tâm phải trả thù cho mẹ cô. Mordekaiser. Khi ai đó bị Mordekaiser giết chết, linh hồn của họ bị ràng buộc theo ý muốn của hắn, trở thành người hầu trong quân đội của hắn bất khả kháng. Mordekaiser cũng đã tra tấn Vega, LeBlanc bằng hình thức này. Morgana. Morgana đã vô tình giết Ronas, người học việc tận tâm của Kale, khi hắn tự quyết định đến bắt giữ cô. Hành động trên đã khiến giữa Morgana và Kale có một trận chiến long trời lở đất, và cũng trong trận chiến này, họ lại vô tình khiến cha của mình bị thương và chết. Nami. Trong hành trình đi tìm đá mặt trăng để ngăn chặn sự tàn bạo và đói khát của bóng tối, cô đã bị dân làng theo tôn giáo Solari hiểu lầm là dị giáo khi nói mặt trăng là bạn của cô. Họ đã vớ lấy vũ khí, nhúng chúng vào thùng chất lỏng và đốt cháy nó với ý định là đuổi cô đi. Narsus. Khi Narsus cùng với Renekton chiến đấu với Serrat, mặc dù không muốn nhưng Narsus vẫn phải phong ấn cả người em trai của mình cùng với Serrat vào bóng tối vĩnh hằng, nơi lăng mộ của các hoàng đế bên dưới thành phố. Nautilus. Nautilus đã từng tấn công chiếc tàu đang chở Miss Fortune bởi vì thuyền trưởng của con tàu chưa trả tiền lễ cho đại dương. Nafiri. Có thể nói chiếc dao găm cổ xưa phong ấn Nafiri là vũ khí dễ vỡ nhất. Nó là thứ vũ khí đầu tiên bị vỡ khi một đàn chó săn sa mạc tấn công, nhưng nhờ nó mà cô có khả năng phân chia nhận thức của mình cho cả đàn chó săn. Neko. Một trận đại hồng thủy đã bất ngờ ập đến hòn đảo Ovikat, khiến cho các trưởng lão Ovikat phải hy sinh để Neko thoát chết. Mặc dù Neko là người duy nhất còn sống của bộ tộc, nhưng không có nghĩa cô là loài Ovikat duy nhất còn sống. Nila. Nila đã đánh đổi tất cả cảm xúc của cô và danh tính của mình để nhận lại sức mạnh từ một con quỷ có tên là Asles. Giờ đây, cô sẽ buộc phải cười trước mọi thảm kịch trước mắt và không ai sẽ nhớ về cô cả. Ngộ Không. Ngộ Không thông minh nhưng bồng bột, cậu nhóc đã khiến cho bộ tộc Simon của cậu chịu đựng những trò đùa cợt của cậu ta quanh năm suốt tháng, đến mức vượt quá sự kiên nhẫn của họ, và cậu đã bị trục xuất ra khỏi bộ tộc. Nidalee. Mẹ nuôi của Nidalee trong lúc cố xua đuổi đám thợ săn Vastaya thì Lash đã hy sinh. Chứng kiến điều đó, Nidalee đã nhảy sổ ra từ bụi rậm, gầm lên cùng nỗi đau thương và phẫn uất. Cô đã xé xác chúng với nanh và vuốt sắc lẻm. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa là đủ so với đám thợ săn. Cuối cùng, cô đã thức tỉnh năng lực biến đổi từ dạng báo thành dạng người của mình, sử dụng thứ vũ khí của chính đám thợ săn và khiến chúng rút lui. Nocturne. Nocturne từng khiến cho Lux gặp một chuỗi các ác mộng như bị chôn sống, bị trục xuất khỏi Demacia bởi chính anh trai Garen và trải nghiệm hàng ngàn cái chết chậm rãi và đau đớn nhất. Nunu Willup. Bản chất của Willup là một người tuyết khổng lồ và đáng sợ, nhưng Nunu không nhìn thấy điều đó ở Willup. Bằng sức mạnh và ma thuật của cả hai, Willup đã có cho mình một hình dạng hiền lành và thân thiện hơn. Olaf. Olaf đã được tiên đoán là hắn sẽ có một cuộc sống dài mòn mỏi và một cái chết trong cầm lặng. Đối với Olaf, hắn xem điều này như một lời nhạo báng cho một chiến binh cuồng nộ như hắn. Ngay lập tức,
Hắn đã chứng minh rằng định mệnh đã sai khi chiến đấu với một con băng xà đã nuốt chửng hàng ngàn người với hy vọng là hắn sẽ có một cái chết vinh quang. Tuy nhiên, định mệnh lại trêu đùa hắn một lần nữa khi quái vật đó đã bị Olaf tiêu diệt. Oriana vì nhường mặt nạ chống độc cho một đứa bé đang bị ngạt thở nên là phổi của cô đã bị tàn phá nặng nề. Không những thế, thứ chất độc đó vẫn tiếp tục lan ra khắp cơ thể cô. Để cứu sống con gái mình, Corin đã bỏ cả gia tài của mình cho quá trình thay thế cơ thể của Oriana, dần chuyển từ sinh học sang máy móc, cho đến khi chỉ còn lại trái tim khỏe mạnh của cô là thứ duy nhất còn sót lại. On đã từng có một đoàn thợ rèn thờ phụng ông, họ tự gọi mình là Máu Ấm. Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến giữa On và Volibear diễn ra, tộc Máu Ấm đã chết cả, và thị trấn của họ chỉ còn là đống tàn tích âm ỉ cháy sau trận chiến. On là người chịu trách nhiệm cho cái chết của họ khi đã chủ động húc sừng vào Volibear và làm khơi mào cuộc chiến. Patheon đã từng bị Aatrox giết chết trong trận chiến đối đầu giữa anh và tên Darkin đang muốn vươn lên đỉnh núi. Anh đã bị Aatrox găm sâu lưỡi kiếm sát thần vào ngực, một đòn chí mạng. Khi Patheon chết, chòm sao chiến tranh cũng bị xóa sổ khỏi thượng giới. Poppy không còn có thể hòa hợp được với đồng loại Yordle của mình nữa do cô đã sống quá xa Bandle City và tính cách cũng khác đi nhờ sự rèn rũa của Demacia. Pike. Khi còn sống, Pike là một người đàn ông trung thành và chăm chỉ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được công nhận. Sau khi chết đi và sống lại, hắn đã trở thành một cỗ máy giết người tàn nhẫn và hùng bạo. Pike quyết tâm trả thù những kẻ liên quan đến cái chết của hắn. Kiana. Việc bị cha mẹ từ chối quyền thừa nhận ngai báu Junta khiến Kiana tỏ ra tức giận. Để quyết tâm chứng minh giá trị của mình, cô đã tàn sát lũ thợ mỏ đang chặt phá bìa rừng như một cách để cô thể hiện sức mạnh và tìm kiếm sự tôn trọng từ cả cộng đồng và gia đình. Queen. Caleb, anh trai sinh đôi của Queen, đã mất trong một chuyến đi săn khi họ đang làm nhiệm vụ kiểm lâm cho Uwendale. Trong một cuộc đối đầu với một con quái thú nguy hiểm, Caleb đã hy sinh để bảo vệ Queen, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Rakan đã rời khỏi bộ tộc Lothlan, quyết tâm truyền bá những giai điệu của dân tộc mình trên khắp Ionia. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh nhận ra đó là tất cả những gì mà phàm nhân hiểu được. Dù cho anh ta có diễn bao nhiêu bài, múa bao nhiêu giai điệu, bất kể chuyện gì xảy ra, anh không hơn không kém chỉ là kẻ mua vui. Ramus đã từng đi vào pháo đài Siram, một thành lũy bất khả xâm phạm do một pháp sư điên rồ xây dựng. Nơi này được đồn là có chứa những nỗi kinh hoàng của ma thuật. Đám quái vật biến đổi ngoài sức tưởng tượng, những hành lang rực lửa, những đường hầm có ác quỷ canh gác. Chưa đến một giờ sau, cả công trình đồ sộ sụp đổ và Ramus lăn tiếp hành trình của mình. Chẳng ai biết vì sao Ramus lại đi qua cánh cổng tăm tối đó, hay nó biết được bí mật gì đằng sau những bức tường đá đỏ. Rek'Sai đã đến Surima từ hàng thiên niên kỷ trước, khiến cho bà ta trở thành một trong những quái vật hư không sống trên Runeterra lâu nhất. Và bà ta đã dành tất cả thời gian này để xây dựng một cánh cổng hư không, sử dụng những nạn nhân của mình như là chìa khóa để mở nó. Rel. Sau khi Rel đối mặt với hiệu trưởng học viện và phát hiện ra đó chính là mẹ của cô, Rel trong cơn thịnh nộ đã giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình và phá hủy ngôi trường, xé toạc tòa nhà và sử dụng kim loại để tạo thành bộ giáp đen không thể xuyên thủng. Cô đã giết hầu hết các nhân viên và giải thoát nhiều bạn cùng lớp. Renata có mối hận thù với cha mẹ vì đã khiến gia đình ả rơi vào cảnh nghèo khó khi cô còn nhỏ. Nhưng sau nỗi đau mất mát đã khiến ả vô cùng phẫn nộ với ý tưởng làm từ thiện. Cô cho rằng điều đó thật ngu ngốc. Renata còn đặc biệt căm ghét Jana vì đã không giúp đỡ gia đình cô khi cô còn nhỏ. Renekton. Trong nỗ lực ngăn chặn sức mạnh của Serat, Narset đã phong ấn ngôi mộ, giam cầm Serat cùng Renekton ở đó mãi mãi. Và trong hàng ngàn thế kỷ đó, Serat đã đầu độc tâm trí và bóp méo những suy nghĩ của Renekton, khiến cho anh căm ghét Narset. Rengar. Quá khứ, Rengar từng nhảy lên người cha mình và moi ruột ông ta từ cổ đến bụng. Sau đó, những thợ săn hung dữ nhất của bộ tộc đã coi hắn là thủ lĩnh mới của họ. Riven. Khi Riven vẫn là một người lính Narset được cử đến Ionia trong cuộc xâm lược của đế quốc. Trong một trận chiến thì bên Narset lật mặt, đầu độc chiến trường cả hai bằng vũ khí hóa học mà Singlet tạo ra, tàn sát tất cả sinh vật sống. Nhờ có thanh kiếm cổ ngữ mà cô may mắn toàn mạng, nhưng cô không thể tin được mình chiến đấu vì một quốc gia tàn ác đến như thế. Cô đã nhờ đại sư Soma phá hủy thanh kiếm cổ ngữ của mình. Tuy nhiên, trong quá trình phá hủy thanh kiếm, đại sư đã bị một mảnh vỡ từ kiếm bắn vào người khiến cho ông qua đời. Rumble coi Heimerdinger và các học viên của ông ta là kẻ bán đứng vì đã lãng phí tiềm năng công nghệ của Yordle đối với con người. Rise. Rất nhiều thảm họa lớn của Runeterra đều có thể được Rise ngăn chặn, nhưng ông ta đã chọn im lặng vì nó không đáng để ông ra tay. Samira. Lập Lăng nhìn thấy tiềm năng của Samira cho kế hoạch lật đổ Narset của mình, nên ả đã thao túng Samira thông qua Indari để thực hiện những nhiệm vụ theo mục đích của ả, và Samira không hề hay biết chuyện này. Sejuani. Cách Sejuani muốn thống nhất Freljord được coi là tàn bạo nhất khi cô sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai dám chống lại tộc chiến binh mùa đông. Senna vẫn không thể là một con người hoàn chỉnh do có thể điều khiển màn xương đen, vì cô đang mang cho mình một lời nguyền liên quan đến Isolde, người vợ quá cố của Viego. Nhờ vào lời nguyền này vẫn có thể giữ hình dạng con người, không như những vị tướng khác ở quần đảo bóng đêm. Seraphine hiểu được ngôn ngữ ca hát của loài Bracken nhờ vào thính giác kỳ diệu của mình. Do đó cô hiểu được bài hát từ tinh thể Hextech được gắn trên bộ đồ cô. Cô có lẽ là người duy nhất có thể giao tiếp với Scanner. Dẫu vậy, cô vẫn không biết rằng Scanner đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Seth
Seth từ khi sinh ra đã bị ruồng bỏ khi anh là một đứa trẻ nửa người nửa thú, là kết quả của Vastaya và người Nausus. Cả gia đình anh đã bị trục xuất vì vi phạm luật lệ của bộ tộc khi chẳng có ai chấp nhận cuộc hôn nhân đầy cấm kỵ này. Shaco mang theo hai con dao kép tẩm độc bên mình, giúp hắn ta có thể đâm kẻ thù và từ từ ăn thịt những kẻ sống sót. Shaco còn coi việc giết người chỉ để giải stress và cười sảng khoái trước nỗi đau của họ. Shen, cha của Shen, đại sư phụ Kusho, đã bị sát hại trong tay của Jet, người mà anh từng coi là ruột thịt. Jet còn thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu vào hội Kinku. Shen, mặc dù đau đớn và đầy mất mát, nhưng nén đau thương để dẫn dắt những người sống sót của hội Kinku đến nơi an toàn. Shyvana, mẹ của Shyvana, Yiva, muốn giết cô vì bà xem sự kết hợp giữa loài người và rồng là thứ quá ghê tởm cần phải bị loại trừ. Bà không thể để những thứ như vậy tồn tại và làm ô uế dòng máu của loài rồng. Sigurd đã tiếp tay cho Nausus xâm lược Ionia bằng cách cung cấp cho thứ chất độc chết chóc. Nausus đã sử dụng chúng như một món vũ khí sinh học, tiêu diệt người Ionia và tàn phá đất đai của họ. Sion chỉ có thể nhớ ra hắn từng là ai khi chiến đấu không ngừng. Việc này đã tạo cho hắn một vòng lặp vô tận. Hắn sẽ bắt đầu chiến đấu, dần dần nhận ra hắn là một xác sống. Sau đó nhớ ra hắn từng là ai, hắn sẽ chiến đấu không ngừng để cố gắng níu kéo những ký ức đó. Và cuối cùng khi trận đấu kết thúc, hắn sẽ lại quên hết tất cả mọi thứ và vòng lặp đó sẽ lại bắt đầu. Sivir, Zedap vẫn còn săn lùng cô bằng mọi giá vì trong cô hắn nhìn thấy những xiềng xích vẫn trói buộc hắn, cũng như một xã hội suy tàn mang đến cho hắn không có gì khác ngoài nỗi thống khổ. Scanner thuộc một chủng loài cổ xưa mang tên Brecon. Mỗi Brecon nắm giữ trong mình một tinh thể ma thuật mà đối với con người đó là thứ nguyên liệu quý giá cho công nghệ Hextech. Và đồng loại của Scanner đã bị con người tiêu diệt để đánh cắp những khối tinh thể đó. Nó nhận thức được nó có cố gắng thế nào cũng không thể chiến thắng lòng tham của con người. Giờ đây nó chỉ biết cố gắng bảo vệ những Brecon còn sống trước khi chủng tộc của nó bị diệt vong. Sona đã từng khiến những tên thợ săn ma pháp nhảy múa vặn vẹo đến mức gãy cả xương. Mặc cho họ có van nài, nhưng kết cục cho những kẻ săn đuổi Sona là đổ gục xuống sàn như những món đồ chơi vụn vỡ. Soraka, bản thân Soraka là một thực thể vũ trụ không hình dạng, nhưng do tình yêu dành cho những cư dân của lục địa, cô đã tạo ra nhân dạng dáng trần. Tuy nhiên, cơ thể phàm trần không thể chịu được quyền năng ma thuật của bản thân cô. Dòng ma thuật hùng mạnh chảy trong huyết quản luôn thiêu đốt máu thịt cô từ trong ra ngoài. Swain, nhờ vào những con quạ, Swain biết được toàn bộ mối đe dọa trên toàn cõi Runeterra như hư không, Darkin, cũng như hầu hết bí mật trên thế giới, trừ những thứ tồn tại trước Raum, con quỷ của hắn. Silas khi còn nhỏ đã bị cha mẹ nộp cho hội thợ săn pháp sư và hắn bị sử dụng như một công cụ để phát hiện những pháp sư khác đang ẩn nấp bên trong Demacia, gần như cả đời bị coi như là một công cụ. Syndra đã sử dụng quả cầu bóng tối và bắn chúng xuyên qua thân thể của người thầy khi biết ông đã phản bội cô. Thay vì dạy cô cách kiểm soát, ông lại bí mật hút sức mạnh của cô, khiến cho cô càng ngày càng yếu dần đi, khiến cô mất quyền tự do từ nhỏ. Tamkent thực chất là cái tên của vật chủ mà con quỷ phàm ăn trú ngụ. Hắn đã lập giao kèo với một thương gia có tên là Tamkent, và trong bản giao kèo, con quỷ sẽ lấy được tất cả từ vị thương nhân ấy, bao gồm cả cái tên. Talia, trong khi thực hiện một điệu nhảy trưởng thành để lựa chọn con đường của mình, cô đã triệu hồi những cột đá từ dưới mặt đất. Năng lực của cô khiến cho những người họ hàng hoảng sợ. Họ làm ý chí của Talia lung lay, những cột đá bắt đầu sụp đổ và vô tình khiến cho mẹ cô bị thương trong khi bà đang cố gắng bảo vệ cô. Thalong được giao nhiệm vụ giết Katarina, vụ ám sát thất bại chỉ để lại vết sẹo trên mắt trái của cô. Anh quyết định chịu đựng thất bại của mình. Vì lo sợ bị cười nhạo, anh ta đặt tên cho chính thanh kiếm mà anh ta sử dụng là Katarina và thề sẽ dùng chính nó để giết được cô. Taric là người bạn rất thân với Garen. Với tư cách là quý tộc, Garen đã khuyên anh sớm chấn chỉnh và thực hiện nghĩa vụ của mình khi nhận ra Taric đang dần bất tuân mệnh lệnh. Nhưng Taric vẫn không thay đổi. Anh đã bỏ rơi vọng gác, lang thang ở trong một đại sảnh tu viện và gián tiếp khiến cho hàng tá người lính đã tử trận. Sự kiện trên đã khiến Taric phải đối mặt với đoạn đầu đài. Timo, theo như lời của Tristana, Timo là một Jotdo đa nhân cách. Một nhân cách đại diện cho một cậu trinh sát vui vẻ nhanh nhẹn, còn nhân cách kia đó là một con quỷ máu lạnh không có lòng nhân từ. Thres, sau sự kiện đại suy vong, Thres cuối cùng cũng được thoát khỏi quần đảo bóng đêm và mang xiềng xích tra tấn của hắn ra thế giới. Tristana đã từng phải chứng kiến sự hủy diệt của một cánh rừng Benogut. Do sự vô tư hồn nhân của mình, Tristana đã vô tình để một toán cướp vũ trang càn quét qua khu rừng với lưỡi rìu và lửa đỏ, dẫn đầu bởi một ả pháp sư quần cuộn năng lượng hắc ám. Tristana chưa từng phải trải qua bất kỳ thứ gì như nỗi đau mất mát này, hay cảm giác tội lỗi bởi cô đã không làm gì. Chandor có một sở thích tàn bạo. Hắn thích làm lạnh kẻ thù đến tận xương tủy và đâm chúng bằng những cây cột lởm chởm, đóng băng chúng và cười nhạo khi chúng chảy máu trên vùng lãnh nguyên. Chinamir, sau trận đấu tay đôi với Aatrox, Chinamir được Darkin cho khả năng bất tử. Điều này mang lại cho anh những khả năng vượt xa khả năng của một người bình thường, nhưng anh phải chứng kiến toàn bộ bộ tộc của mình hy sinh mà vẫn không thể báo thù. Twitter Sphate cũng là một người kỹ tính về ngoại hình. Anh cảm thấy tồi tệ khi anh ấy tìm thấy một vết bẩn mới ở trên áo khoác của mình. Anh ấy sợ chiếc mũ của mình bị bụi đến mức anh ấy kiểm tra tình trạng của chiếc mũ trước tiên thay vì chiếc xương sườn bị gãy sau khi rơi khỏi một tòa nhà. Chết đuối cũng chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh. Twitch từng là một con chuột mắc bệnh dịch hạch thông thường cho đến khi bị các nhà khoa học biến đổi hóa học
để trở thành như ngày nay và khiến cho Twitch căm ghét con người. Udyr. Udyr lúc nhỏ đã phải chứng kiến tất cả thành viên bộ tộc của ông bị tàn sát trong TikTok bởi những thủ vệ băng giá. Urgot. Khi Urgot trở thành cai ngục mới, hắn đã thuyết giảng về bản chất của sức mạnh và đám tù nhân bị buộc phải lắng nghe. Những kẻ không chịu lắng nghe thì sẽ bị hắn siết cổ. Varus. Trước khi trở thành một Dark King, Varus đã từng là một cung thủ thiện xạ của đế chế Suryma cổ đại, là một hình mẫu cho sự trung thành và danh dự. Đến cả khi quê nhà hắn bị tấn công, Varus vẫn ở lại một mình, kêu khóc trong đau đớn với mỗi mũi tên mình bắn ra, vì hắn đã chọn hoàn thành lời tuyên thệ của mình thay vì quay trở về quê nhà để bảo vệ chính gia đình của mình. Vayne. Khi phát hiện ra thân phận thực sự của Frey, người thầy của mình, là một người sử dụng ma thuật hắc ám, cô cảm thấy sự phản bội và tức giận nên đã giết chết bà, mặc cho bà đã dùng sức mạnh đó để bảo vệ Vayne nhằm chống lại băng phù thủy. Vega. Vega bị Mordekaiser bắt làm nô lệ và buộc phải làm việc cho tên bạo chúa. Anh ta không thể trốn thoát vì anh ta bị Mordekaiser trói buộc vào thế giới vật chất. Trong nhiều năm, Vega phải chịu sự tra tấn và lạm dụng tàn bạo cho đến khi tâm trí anh suy sụp. Mordekaiser buộc anh ta sử dụng phép thuật của mình để làm tổn thương người khác và sử dụng anh ta để mang đến sự hủy diệt cho tất cả những ai chống lại tên bạo chúa. Vel'Koz. Vel'Koz có thể hấp thụ kiến thức của những sinh vật sống khác bằng cách cắm một trong những xúc tu của mình vào bên trong chúng. Sau khi hấp thụ kiến thức từ những sinh vật sống đó, hắn chẳng để lại gì ngoài những cái xác vô hồn rỗng tuếch. Vex. Vex đã liên minh với Viego, muốn nhấn chìm thế giới vào bóng tối và u ám cho đến khi Vex phát hiện ra động cơ thực sự của anh ta, đó là hồi sinh vợ mình từ cõi chết. Chán ghét trước sự thể hiện tình yêu này, Vex rời khỏi Viego để quay trở lại thành phố ban đầu. Vi. Điều tiếc nuối lớn nhất của Vi chính là không thể nuôi em gái Powder của mình bên cạnh nhau suốt thời gian trưởng thành, và vì thế mà Powder mới trở thành Jinx của ngày hôm nay. Viego. Bất chấp tất cả mọi thứ, sẵn sàng hủy diệt cả thế giới vì vợ mình, nhưng vẫn bị coi đây là tình yêu mù quáng không trưởng thành. Victor. Nhiều người ở Zaun coi Victor là đấng cứu thế sau khi anh cứu được hàng trăm sinh mạng bằng cách thay thế phần lớn cấu trúc giải phẫu bằng cách nâng cấp cơ khí. Tuy nhiên, Victor không hứng thú gì. Anh xem sự dùng kính mang nhiều màu sắc tôn giáo của họ là một chướng ngại. Vladimir. Vladimir để duy trì tuổi thọ thì hắn hút sinh lực của rất nhiều nạn nhân và cả tín đồ, nên gia nhập vào hội vòng tròn đỏ của Vladimir thì xác định là trở thành kho dự trữ của hắn. Volibear. Các tín đồ của Volibear là những kẻ có hình thù kỳ quái, nửa người nửa thú, mang tư duy của một loài động vật hoang dã. Warwick. Warwick là một người tái sinh bằng sức mạnh công nghệ và biến đổi thành chó. Hắn đã phải chết để hoàn tất quá trình biến đổi cơ thể thành một người sói hoàn chỉnh, và sẽ còn đau lòng hơn nếu như đây là Vander, cha nuôi của Vi và Jinx. Saya. Saya có một đôi cánh trên vai trái tạo ra những chiếc lông ma thuật có thể dùng làm vũ khí ném. Những chiếc lông vũ đủ sắc bén để xuyên qua áo giáp và có thể được gọi trở lại Saya, gây sát thương cho bất cứ thứ gì cản đường. Serat. Vào ngày mà Azir thăng thiên, Serat đã sử dụng phép thuật của mình để phá hoại nghi lễ, khiến nó thất bại và gây ra một vụ nổ thảm khốc, phá hủy thủ đô Suryma, giết chết nhiều người của Azir trong quá trình đó và khiến cho Azir thì ngủ quên qua nhiều thế kỷ. Xin Giao. Trước khi trở thành tể tướng Demacia, Xin Giao đã từng làm trò tiêu khiển mang tên Viscero trong đấu trường sinh tử của đám người Noxus. Những kẻ không chỉ muốn chứng kiến kỹ năng hay màn trình diễn mà còn là máu đổ. Sau đó thì anh đã bị bán đi và ném ra chiến trường giữa Noxus và Demacia. Yasuo. Sau khi giết chết hết tất cả đồng môn cùng anh trai của mình trong quá trình chạy trốn, Yasuo rơi vào trầm cảm vì cảm giác tội lỗi. Anh sống không bằng chết, đặt câu hỏi cho mọi thứ đã xảy ra. Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn nếu Jone không xuất hiện và tha thứ cho em trai mình lúc bị một con quỷ đánh bẫy. Jone. Mặc dù Jone và Yasuo đều học chung một người thầy và biết sử dụng phong tuyệt kỹ, tuy nhiên chỉ có duy nhất Yasuo nắm được toàn bộ bí mật về kỹ thuật này. Đó cũng là lý do Jone thất bại trong trận chiến giữa anh và Yasuo. Yorick. Yorick có thể nhìn thấy linh hồn của người chết ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Lúc hầu hết bạn cùng trang lứa chưa trốn tìm, thì Yorick lại đi kết thân với những linh hồn vừa qua đời. Yumi. Trong hành trình đi tìm Nora, chủ nhân của cô, Yumi đã suýt mất mạng khi tìm kiếm ở một di tích Suryma rộng lớn. Đào sới xung quanh thì cô đã phát hiện một mảnh sứ bị vỡ, có họa tiết giống như từ ấm trà của Nora. Trước khi đào sâu hơn thì cô đã chạm trán một con sơ sài. Nó hung hăng trồi dậy lên từ vũng cát và cô đã may mắn thoát ra khỏi đó. Jack. Cha mẹ nuôi của Jack đã bị sát hại bởi đám tay chân của Takeda, một hóa chủ nổi tiếng bạo lực, trong khi họ đang cố gắng không để chúng bắt cậu đi. Trong buồn đau và giận dữ, Jack tấn công bằng một màn quật, đập, nghiền nát tàn bạo, phá sập hàng tá căn nhà lân cận, và khi trận chiến kết thúc, tất cả lũ thủ hạ cường hóa đã tắt thở. Jet. Jet sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó ở Cathay, Ionia. Cha của hắn đã bỏ đi khi hắn vừa tròn 4 tuổi và không bao giờ trở lại. Hắn sau đó cũng đã bỏ mặc mẹ mình mà chọn ở với hội Kinku. Jerry. Trong một đêm dạo quanh khu chợ tầng các xếp, Jerry đã gặp một trận động đất dữ dội do lũ hóa chủ đào sới tùy tiện. Dung chấn đã làm cho những tòa nhà xung quanh sụp đổ. Sử dụng năng lực của mình, Jerry đã cố gắng cứu nhiều người nhất có thể. Tuy nhiên vẫn còn một vài nạn nhân xấu số không thoát kịp, khiến cho cô tự trách bản thân. Nếu cô kiểm soát bản thân tốt hơn thì đã có thể cứu lấy nhiều mạng người hơn. Jinx. Jinx rất sợ Jinx vì cô luôn muốn ôm hắn. Jinx tin rằng hắn là một sản phẩm của trí tưởng tượng của cô. Nói cụ thể hơn thì Jinx tin rằng Jinx là tiếng nói từ lương tâm của cô.
Jilin. Jilin trong quá trình di chuyển giữa hai dòng thời gian, quá khứ và hiện tại, ông đã phát hiện ra Runeterra đang gặp một mối đe dọa khủng khiếp đến mức sẽ bị xóa sổ toàn bộ cõi Runeterra này. Chúng ta không hề được tiết lộ thứ mà ông thấy là gì. Ngày mà Darkin trở lại, chiến tranh cổ ngữ lần thứ hai hay Aurelion Soi thoát khỏi sự giam giữ của chiếc vương miện. Dù là gì đi chăng nữa, ông vẫn đang cố gắng cứu lấy vận mệnh của thế giới này, gánh vác trọng trách giải cứu Runeterra. Zoe, như anh em thấy trên cổ Fiddlesticks còn một chùm chìa khóa gồm 3 chiếc và chiếc thứ tư đã bị Joey, thượng nhân hoàng hôn đánh cắp từ trước. Vì thế khiến Fiddlesticks trở nên khát máu hơn và tàn sát nhiều người hơn để thu thập linh hồn của chúng để biết được tung tích chiếc chìa khóa thứ tư. Zyra. Zyra là một sinh vật hung dữ và tàn bạo. Mặc dù sở hữu trí tuệ của một con người, Zyra vẫn giữ nguyên bản chất bẩm sinh của một kẻ săn mồi. Mục tiêu cuối cùng của ả là bao phủ thế giới bằng cây cỏ của mình và loại bỏ mọi thứ không phải do cô ả tạo ra. Vậy là cũng đã hết 166 fact đen tối và buồn mà có thể bạn chưa biết. Anh em còn những fact nào hay ho hơn thì bình luận bên dưới để anh em gamer Liên Minh Huyền Thoại cùng biết nữa nha. Và hãy cùng chờ đón những series tiếp theo của chủ đề này nha. MC Gaming xin chào.